Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, nói về những người sinh vào năm Bính Thìn thì sẽ sống một cuộc sống tuy không quá cao sang quyền quý, nhưng đối với những người đó thì vẫn là có một cuộc sống đáng để ngưỡng mộ. Tử vi cho thấy rằng họ là những người có phúc đức nên được hưởng cơ nghiệp lâu bền. Nói tóm lại, họ có số sống rất tốt, rất nhiều may mắn và nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong cuộc đời. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cụ thể với nữ mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp những luận giải sau đây. Gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Khảm, mạng sai trung thổ, đất pha cát, xương con rồng, tướng tinh con chuột, bà chúa ngọc độ mạng. Xin được khái quát tử vi chọn đời nữ mạng Bính Thìn sinh năm 1976 thông qua bài thơ sau. Bính Thìn cung Khảm sinh ra, mạng thổ cát trắng thật là chẳng sai. Mùa hạ sinh đặng thời may, giàu nghèo cũng sướng, guốc dày nhờn nhan. Mùa xuân sinh cái khổ nàng, rất là cực nhọc chẳng màng tấm thân. Anh em cũng chẳng được gần, tình đầu trắc trở bởi sầu lương duyên. Về sau nhờ phước lộc trời, cửa nhà yên ổn, gia môn phát tài. Trung vận còn phải bôn ba, trở về vận cuối mới là hiền vinh. Nếu nàng tích đức tu thân, về sau con cháu muôn phần nhẹ lo. Tổng quan, người nữ tuổi Bính Thìn có vận may về tài lộc, tiền bạc và hạnh phúc cùng với danh tiếng. Bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp phát triển không ngừng và đạt được ngưỡng cao nhất. Tổng kết, không có may mắn về sức khỏe nhưng lại được đền bù bởi những thứ khác. Cả cuộc đời được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của gia đình. Nữ tuổi Bính Thìn sức khỏe kém nên thọ không lâu dài, hưởng thọ từ 68 đến 74 tuổi. Nếu tu tâm tích đức, ăn ở lương thiện, hướng Phật thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh, được thọ trường an khang, Phong Thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 chính là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là 8 pháp bảo của Đức Phật, chính là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú và trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, sinh vào tháng 4 và 9 âm lịch, nữ tuổi Bính Thìn phải trải qua nhiều cuộc tình đau khổ, cuộc sống sau kết hôn sẽ không tốt đẹp như họ tưởng tượng. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình có thể xảy ra những khúc mắc khó khăn. Nhưng nếu biết cảm thông, chia sẻ và một lần nữa tin tưởng ở nhau thì tình cảm sẽ được cải thiện đáng kể. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch, phụ nữ tuổi Bính Thìn không có nhiều may mắn trong tình cảm. Nhưng sau kết hôn thì Bính Thìn sẽ khác, có cuộc sống tươi đẹp, gia đình ấm êm, hạnh phúc bên người thân. Những người sinh vào các tháng 3, 6, 7, 11 và 12 âm lịch sẽ rất có nhiều may mắn về mặt tình duyên. Cuộc sống sau hôn nhân êm ấm và hạnh phúc. Nữ Bính Thìn sinh vào các tháng này sẽ đem đến nhiều tài lộc cho người chồng. Gia đình công danh, gia đạo. Cuộc sống gia đình không có gì phải lo lắng. Nữ Bính Thìn thường là người hiền lành, dễ thân cận, tính cách hòa nhã, do vậy được mọi người quý mến. Công danh, do vấn đề sức khỏe nên công danh của nữ Bính Thìn hầu như không có, họa trang cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Để tăng cường vận may về công danh, bản mệnh nên thỉnh đeo vòng tam hợp thân Tý Thìn. Đây được coi là vật phẩm hỗ trợ đắc lực cho thân chủ trong việc thâu thu tiền tài và thu hút quý nhân giúp đỡ. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, trên có các hình tượng linh vật quý nhân tam hợp,
Thân Tý Thìn. Hơn nữa, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Sự nghiệp, con đường sự nghiệp có phần khá gian nan và trắc trở, trải qua nhiều sóng gió, phải tới gần 40 tuổi thì những người này mới đạt được thành tựu, chỗ đứng vững chắc cho sự nghiệp của bản thân. Họ có vận may về tài chính và tiền bạc. Tuổi hợp làm ăn. Việc chọn đối tác hợp tuổi là một vấn đề hết sức cần thiết và quan trọng, giúp bạn có thể thuận lợi và may mắn hơn trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc. Nếu có ý định làm ăn kinh doanh hay buôn bán thì những người tuổi Bính Thìn nên chọn các con giáp sau đây: Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Tân Dậu. Những con giáp này rất thích hợp và họ sẽ đem đến nhiều vận may cho bạn. Lựa chọn vợ chồng. Nữ tuổi Bính Thìn nên duyên với các tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý, Ất Mão thì sẽ có được một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ tới tiền bạc. Kết hôn với một trong hai tuổi Đinh Tỵ và Mậu Ngọ, bạn sẽ có vận may về mặt công danh cũng như sự nghiệp. Người chồng chính là quý nhân giúp đỡ bạn trên con đường công danh cũng như tài chính. Bạn sẽ có được một cuộc sống sung túc giàu có nếu kết hôn với một trong hai tuổi Giáp Tý và Ất Mão, thì trong cuộc sống của bạn sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cho dù gặp khó khăn thì cũng có người chồng luôn bên cạnh ủng hộ, quan tâm và giúp đỡ. Cuộc sống hôn nhân của hai bạn sẽ vô cùng tốt đẹp, tình cảm gắn bó cho đến hết cuộc đời. Nếu kết hôn với các tuổi Canh Thân, Giáp Dần, Bính Dần, Nhâm Thân thì cuộc sống sự nghiệp của bạn sẽ có phần hơi ảm đạm. Cuộc sống tuy có phần hơi vất vả nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai bạn. Kết hôn với những người tuổi này, bạn sẽ có được phúc về mặt con cái. Nữ tuổi Bính Thìn kết hôn với các tuổi Bính Thìn, Nhâm Tuất và Canh Tuất thì cuộc sống có khá nhiều khó khăn. Nếu biết cố gắng phấn đấu thì cuộc sống sẽ tốt đẹp. Nếu muốn cuộc sống sau hôn nhân thuận lợi và tốt đẹp thì bạn phải đặc biệt chú ý tới vấn đề xung khắc trong các tuổi kết hôn. Nữ Bính Thìn nên tránh tiến hành hôn lễ ở các độ tuổi sau, đó là 17, 20, 26, 29, 32, 38 và 41 tuổi. Tuổi Đại Kỵ trong vấn đề làm ăn, hợp tác, đầu tư. Đặc biệt nên cẩn trọng trong vấn đề lựa chọn đối tác. Nữ tuổi Bính Thìn vận mệnh xung khắc với các tuổi Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Sửu và Quý Sửu. Do vậy, và nếu có ý định tìm người hợp tác thì nên tránh những người này. Đặc biệt trong hôn nhân, nếu kết hôn với một trong các tuổi trên thì cuộc đời bạn sẽ có nhiều vất vả. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời nữ tuổi Bính Thìn gặp vận hạn vào những năm 24, 28, 36 và 42 tuổi. Do vậy mà trong những năm này nên đặc biệt chú ý hạn chế đầu tư kinh doanh, tránh những tranh chấp không liên quan và ra đường cần phải chú ý. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Vấn đề ngày giờ xuất hành cũng khá quan trọng. Nó giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường vận may cũng như thu hút tài lộc. Làm bất cứ việc gì, trước khi khởi hành bạn cũng nên xem giờ, xem ngày để tăng thêm lộc khí. Nữ tuổi Bính Thìn xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ sẽ vô cùng may mắn, làm gì cũng thành công. Diễn biến từng năm, từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi, trong những năm này, Bính Thìn nên tập trung vào vấn đề học tập. Do tuổi còn trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nên khi đi ra ngoài cần phải chú ý kẻo bị người khác lợi dụng. Thời gian này, nữ Bính Thìn không nên quá sa đà vào chuyện tình cảm mà bỏ quên những mối quan hệ khác nhau như bạn bè và người thân. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, đây chính là khoảng thời gian rất thích hợp để phát triển tình cảm. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, khoảng thời gian này sẽ có nhiều vận may xuất hiện, thuận lợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Trong năm sẽ có vận may về tài chính. Nếu vậy Bính Thìn có ý tưởng kinh doanh nào đó thì tốt nhất là chúng ta nên thực hiện, sẽ có được kết quả tốt đẹp. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, trong khoảng thời gian này có một số năm gặp phải vận hạn. Do vậy, Bính Thìn nên chú ý hơn tới vấn đề xung quanh, nên quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình, đề phòng một số bệnh phổ thông. Trong tình cảm có nảy sinh một vài vấn đề không mong muốn, ảnh hưởng tới không khí gia đình. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này sự nghiệp đã bước vào giai đoạn ổn định và có dấu hiệu phát triển lên. Tuy nhiên, Bính Thìn cũng nên chú ý tới những mối quan hệ xung quanh của mình hơn nữa bởi có thể xuất hiện một số người có ý định gây cản trở con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Từ 51 đến 55 tuổi, trong khoảng thời gian này, nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe bản thân, thường xuyên đi khám kiểm tra để phòng ngừa một số bệnh vặt. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong những năm này rất có phúc về mặt con cái, con cháu thành công, sự nghiệp ổn định và phát triển, cuộc sống về già có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi vừa luận đoán xong tử vi trọn đời.
của nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Và hy vọng rằng với những chia sẻ mà chúng tôi vừa mới thông tin tới tất cả quý vị thì quý vị sẽ biết cách chúng ta làm chủ vận mệnh của mình và đem lại những may mắn tốt lành trong cuộc sống. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, bình an và sự như ý.